Đắng lắm. Tao xem thử mà. Đắng mà. Tao xem thử thôi. Xem thử như nào? Xem thử chưa? Hàng sử dụng chưa? À, xem hết hàng sử dụng chưa? Vâng. Ừ. Xem hết hạn sử dụng chưa nhá, không được uống nhá. Anh là của em đấy nhá. Sung sướng là gì không? Sung sướng là như thế này này. Thì vậy chứ sao? Lỗ nào mà không vậy? Phải thọt thường xuyên chứ không thọt là để lâu ngày nó bít hết. Hả? Chị. Vô đây biểu. Mở cái này coi. Thôi bây giờ mình cưới nhau đi, không còn gì hết trơn á, chỉ còn cho đồ ăn nuôi qua dịch là được rồi. Tại vì á chưa có chồng, chưa biết mùa đời mà cái chết nó cận kề rồi. Đây là nghe anh em. Nè, ngưng ngay ói nè, buông đũa chóng mặt mà hết mồi là lên máu liền đó. Trong ở đời, trong ở đời mà không có bác trẻ con gái của bác á, nó biết nhìn lên không à, nó biết nhìn xuống, phải mãi nhìn xuống á là thấy quần con gắt. Vô phòng. Làm gì? Công chuyện cứ chứ, công chuyện xíu. Bậy. Chí. Hùng quá. Mẹ hay sao vậy? Gì bậy? Mẹ, anh mới thấy mẹ đi rồi. Nhanh nhanh. Vô. Làm sao á? Vô. Chú làm gì đó không biết. Công chuyện, công chuyện. Chuyện gì vậy không? Vô thì biết. Vô thì biết. Nhanh. Thôi. Nhanh. Mẹ về bây giờ. Tạm đi. Nhanh. Gì gì? Chuyện gì? Điên. Hùng quá vậy? Vô. Anh nhanh ra dậy vậy. Nói nhỏ anh nghe thế này, em thích anh thì đã từ lâu. Đợi ngày em mang chầu cao qua rước rễ nhà anh ở đâu. Anh thích con trai con gái hay là anh thích em đẻ cả hai. Làm dâu thì em không giỏi nhưng mà làm vợ thì chẳng thua ai. Không biết. Biết bú gì kêu cái bùm không? Không. Bú xì là bùm ba là bùm ba là hoa ca là ba lê. Ê ê ê bùm ba là ê. A ca là ba lê. Bú xì là bùm ba là bùm. Sống sao cho mình thấy vui, sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Éo đi mà. Nói miền Tây con gái xinh nhất vùng